Cảnh sát của Falls Church điều tra vụ giết người tại hộp đêm ở Eden Center. Vào nửa đêm ngày 11 tháng 9, thì một người đàn ông bị bắn thiệt mạng ở bên ngoài hộp đêm Diva Lounge ở trung tâm Eden Center. Cảnh sát tại Falls Church cho biết vào khoảng 12 giờ 05 phút sáng, cảnh sát nhận được điện thoại 911 thông báo về một vụ nổ súng tại Diva Lounge. Cảnh sát và các đơn vị y tế đã được điều động tới ngay hiện trường. Và tại đây, họ phát hiện ra một nam nạn nhân đã thiệt mạng vì vết thương do bị đạn bắn trúng. Các nhân chứng của sự việc cho biết thêm, nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi sự việc xảy ra. Người này được mô tả là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, khoảng 30 tuổi, tóc màu đen, mặc quần đùi đen và áo sơ mi màu xanh dương. Đáng tiếc thay, không có máy quay hoặc là một đoạn phim ghi hình nào về nghi can tại thời điểm xảy ra sự việc. Theo tờ ARL Now đưa tin, thì cảnh sát cho biết họ đang điều tra sự việc nhưng tin rằng sẽ không có mối đe dọa tương tự nào đối với cộng đồng. Bất kỳ ai chứng kiến hoặc là có thông tin nào có liên quan đến sự việc, xin vui lòng gọi cho thám tử Darian Chukulangai theo số phone 703-248-5156. Đừng biết rằng hồi 10 năm trước đây, tại cùng địa điểm hộp đêm, nhưng trước đó có tên là V3 Laos thì một cuộc ẩu đả lớn cũng đã xảy ra vào lúc rạng sáng kính thưa quý vị.